Với hơn 70 km sông Hồng, tỉnh Hưng Yên đã cấp cho 10 dự án khai thác cát và khoáng sản. Tuy nhiên, do việc quản lý còn nhiều bất cập của các ngành chức năng và các địa phương nên thời gian qua vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép, dẫn đến nguồn tài nguyên khoáng sản bị cạn kiệt, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại một số khu dân cư ven sông. Thời điểm cuối năm 2015 trở về trước, trên tuyến sông Hồng qua xã Hoàng Hanh, Tân Hưng của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên thường xuyên bị các thuyền khai thác cát trái phép. Các chủ thuyền lợi dụng vào một dự án của công ty Đại Lợi được cấp phép ở gần đó để khai thác cát ra các vùng lân cận. Việc khai thác diễn ra khá công khai trước sự bất lực của chính quyền sở tại và các ngành chức năng như Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Cảnh sát Môi trường thuộc Công an tỉnh Hưng Yên. Được biết, tại đây gần các mỏ cát, vì vậy nguồn cát khá dồi dào, lợi dụng địa bàn giáp danh giữa tỉnh Hưng Yên, Thái Bình và Hà Nam nên nhiều chủ thuyền đến vùng sông này để khai thác cát lòng sông. Hậu quả là hàng chục mẫu đất gần bờ sông của người dân xã Hoàng Hanh, Tân Hưng của thành phố Hưng Yên đã bị sạt lở. Hai năm nay là cái đoàn tàu này nó về nó cuốc xúc cái sông này, là ban ngày thì nó ra giữa, nó trụ xúc cát này, nó hút cát này. Thế mà ban đêm là nó giạt ngay vào sát mé bờ của nhân dân này. Chúng tôi là đêm phải tổ chức đi, là những người có đất ở đây là ra là bê gạch bê rứt ra là quăng là đuổi. Thế nhưng thực ra thì nó đuổi nó chỉ có mức độ thôi. Chứ còn có lúc mà nó tranh thủ nhộm nhạm thì mình cũng không thể đuổi hết được. Cho nên là năm nay là từ năm ngoái năm nay là lở rất nhiều. Nếu năm ngoái năm nay là so mấy năm ngoái mà so với năm nay là 10 mét ngang của chúng tôi rồi. Đất vừa chia dồn thửa đồi ruộng cho bà con nhân dân xong. Năm ngoái thì cũng đã Tân Hưng đã tổ chức nhân dân đi ra là đuổi rồi. Thế nhưng mà cuối cùng như vậy là cũng không hiểu là sao mà người ta vẫn cứ hút bình thường, tàu to tàu 500 khối. Thế rồi như vậy 300 khối rồi 200 khối là hoạt động bình thường. Cứ mỗi một năm nó lở đi hàng bao nhiêu. Lý do là cái hút cát này kìa. Cứ ban ngày nó ở giữa sông mà đến đêm bắt đầu nó lại di chuyển từ ngoài kia vào đến đây. Đấy, nên là nó đã hút nước chảy thì đá mòn. Thế bây giờ nó hút cái cát này đi, là ở trên này phải lở xuống, mà mỗi một lần lở phải từ 5 đến 10 mét. Đấy, thế mà từ giờ đi mà nó lở cứ như thế thì làm gì còn. Trời mưa nó càng đấy. Không cần trời mưa mà nó cũng lở. Đó là tại thành phố Hưng Yên. Còn tại tuyến sông Hồng qua các huyện Kim Động, Khoái Châu, cũng thường xuyên các chủ thuyền lợi dụng gần các dự án được cấp phép khai thác cát để hút cát trái phép. Nhất là thời điểm năm 2014 và 2015, việc hút cát kể cả hợp pháp và trái phép trên sông Hồng ở khu vực xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu đã từng tạo ra một điểm nóng về an ninh trật tự ở tỉnh Hưng Yên đầu năm 2015. Khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cấp phép cho công ty Phố Hiến được khai thác khoáng sản, song do hút cát quá gần với diện tích canh tác và bến đò ngang sông của thôn Năm Mẫu, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, dẫn đến người dân bức xúc khiếu kiện và ngăn cản đơn vị hút cát vì có nhiều bãi màu được dòng chảy bồi đắp vài chục năm nhưng chỉ qua 2 đến 3 tuần, các thuyền cát đến hút khiến bãi bồi đó vô tình trở thành những vũng chảy như thế này. Cách đây hơn một năm thì nói chung là lúc bấy giờ công ty Phú Hiến về khai thác cát ở khu vực thôn Nam Mẫu này thì tình hình an ninh rất là nhốn nháo, trong đó là nhiều những cái vấn đề mà cái công ty Phú Hiến nó tạo lên cho cán bộ và nhân dân thôn Nam Mẫu, nên là nhân dân nó rất là bức xúc. Trong phạm vi cái thời gian mà công ty Phú Hiến khai thác ấy, thì nó rất là lâu. Nhân dân đầu tiên thì họ là không hiểu và họ cũng không nghĩ đến cái mức độ nó trầm trọng. Trong khi là nó có một cái chỗ nó độ tầm khoảng 1 héc, là nó 1 ha là nó hút trong vòng độ khoảng 1 tuần là hết sạch, thì lúc bấy giờ bắt đầu dân là lúc bấy giờ mới hãi. Thì bắt đầu là lúc bấy giờ mới phản hồi mạnh. Thứ nhất là kêu đến thôn, đến xã, xong bắt đầu cái là công ty vẫn không đi, xong bắt đầu còn đánh cả tàu cuốc về đứng, xong bắt đầu là cuốc, xong bắt đầu thách thức dân. Theo thống kê chưa đầy đủ, tại huyện Khoái Châu, Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, từ năm 2010 đến nay, diện tích bờ bãi bị sạt lở, lún sụt do hút cát trên sông Hồng có thể lên tới gần 5 hectare đất.
nhiều diện tích hoa màu chỉ sau một vài vụ bỗng nhiên bị hoắm vào. Trong đó không ít diện tích là đất canh tác lâu đời do nhà nước giao cho người nông dân để trồng màu chứ không phải đất bãi bồi tạo ra. Không chỉ mất nguồn tài nguyên do việc khai thác cát trái phép ở lòng sông Hồng, không thu được nguồn thuế và các lệ phí, theo thống kê của ngành chức năng, các dự án khai thác cát ở Hưng Yên thời gian qua chỉ nộp ngân sách tỉnh 5,8 tỷ đồng, mà còn bị sạt lở khu vực bờ sông và các diện tích hoa màu gần sông do việc khai thác này với tần suất cao lại quá gần bờ. Ngoài ra, còn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự, bất ổn về an ninh nông thôn. Đó là khi việc khai thác cát trái phép diễn ra khá công khai và trong thời gian dài, tất yếu sẽ có những đối tượng đứng ra bảo kê, thu phế từ các thuyền cát. Có thể kể ra đây, băng nhóm của Trần Quốc Tuấn, còn gọi là Tuấn Võng ở thành phố Hưng Yên, đã đứng ra bảo kê cho các thuyền khai thác cát và bến bãi chứa vật liệu xây dựng dọc sông Hồng và sông Luộc vừa bị Công an huyện Tiên Lữ bắt được hồi tháng 3 năm 2016. Một số chủ thuyền cho biết băng nhóm của Tuấn Võng thường xuyên xuống các thuyền cát ở giữa sông và thu phế 500.000 đồng một thuyền. Gia đình chị Phạm Thị Hiệu có 3 thuyền khai thác cát trên sông Hồng bị các đối tượng này đe dọa bắt nộp tiền. Chủ thuyền không nộp thì bị chúng hành hung người làm thuê và phá hỏng các thiết bị trên thuyền. Bọn anh Tuấn xuống là cho bọn xã hội đen xuống là đập phá đường ống của em. Ngày nào cũng đập, có ngày thì đập 2 lần, có ngày thì đập 1 lần. Vỡ, lấy búa chim bổ. Đấy. Thì đến hôm tầm khoảng em làm được 17 chuyến thì bọn Tuấn Võng là đòi bằng 8 triệu rưỡi cứ liên tục đập phá ống của em và dọa dẫm người làm rồi xuống tắt máy lỗ nhà em ở dưới tàu không cho làm. Sau đó là đi xuồng của Đại Lợi xuống là trèo lên thuyền là đánh người làm. Đánh 3 người. Đánh như nào? Đánh là chắc là dùng tiếp và tay chặt vào gáy. Dù những kẻ bảo kê do Trần Quốc Tuấn, tức Tuấn Võng cầm đầu đã bị bắt, song một số chủ bến bãi, chủ thuyền cát trên tuyến sông Hồng và sông Luộc ở Hưng Yên vẫn rất sợ hãi đàn em của chúng trả thù, phá phách tài sản, không cho làm ăn, nên họ không dám công khai để tố cáo nhóm đối tượng chuyên bảo kê này. Hôm vừa rồi là hôm gần Tết nữa, có xuống đây coi như là tôi cũng chẳng biết là ai cả, thế hỏi không nói tên, thế là xuống là bảo từ nay giờ đi là nó còn nhiều những vấn đề về thế lọ đấy kia, thì bây giờ ý là bây giờ là phải lộp theo kiểu gì hàng tháng ấy. Thế tôi chỉ bán tí cát đen thì tôi có làm gì ai đâu mà tôi phải lộp, thì tôi làm vậy tôi chỉ có lộp thuế cho nhà nước chứ tôi liên quan gì đến các vị thế này thế kia. Thế từ bấy giờ đi tôi chỉ ở đây thì tôi thấy là coi đi xuống cái thuyền xin tiền chúng nó thì nó không cho thì là đánh nó. Thế rồi là mượn cả xuồng trên mãi sông Hồng ở trên đâu về là đi xuống đây 5 người xuống đây xong là đi ve cũng đánh cả bọn ở dưới thuyền cát nó không cho tiền thì lại đánh người ta. Nhóm Tuấn Võng chỉ là một trong số nhóm đối tượng liên quan đến việc bảo kê, chấn lột tài sản trên sông Hồng và khu vực bến bãi chứa vật liệu xây dựng thời gian qua. Bởi chỉ trong 3 năm từ 2013 đến nay đã có 3 nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Hưng Yên và Bộ Công an bắt giữ. Đó là nhóm Tú Khỉ và đồng bọn ở Khoái Châu chuyên bảo kê và cưỡng bức tài sản ở một số lò gạch, bãi khai thác cát tại các xã Đại Tập, Đông Ninh bị bắt tháng 3 năm 2013. Và nhóm Bùi Mạnh Thắng, Bùi Mạnh Phong và Bùi Kim Bách cùng ở xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ bị bắt hồi tháng 8 năm 2015. Theo điều tra của chúng tôi, để việc khai thác cát trái phép diễn ra ở sông Hồng tại Hưng Yên thời gian qua, ngoài việc kiểm soát chưa hiệu quả của các ngành chức năng như Công an Giao thông Đường Thủy, Cảnh sát Môi trường, Thanh tra Môi trường và chính quyền các huyện ven sông, thì còn có một số nguyên nhân như Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp nhiều dự án khai thác khoáng sản trên lòng sông Hồng mà không quan tâm nhiều đến việc kiểm soát các dự án này. Do lợi nhuận từ việc khai thác loại khoáng sản này quá cao, phương pháp khai thác đơn giản, phương tiện công nghệ đầu tư ít, địa hình sông nước rất phức tạp, khó quản lý, có quá nhiều bến bãi chứa vật liệu xây dựng dọc bờ sông chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động,
là điểm tập kết cát rất thuận lợi cho các chủ thuyền vận chuyển trở lên bờ. Ông Phạm Nam Lượng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, nêu một số khó khăn cho công tác quản lý khai thác khoáng sản trên sông Hồng qua tỉnh Hưng Yên. Cái việc khai thác cát trái phép là thường là hoạt động mà theo thời gian, là chẳng hạn như ban đêm hoặc là vào những cái giờ mà người ta khó phát hiện. Thế thì cho nên là rất cần cái sự phối hợp của chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã và người dân của tại cái nơi có cát, và phát hiện kịp thời để báo cho cơ quan chức năng. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy tỉnh Hưng Yên, trong năm 2015 và quý 1 năm 2016, lực lượng này đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường tổ chức bắt được 36 phương tiện khai thác cát, xử lý phạt hơn 600 triệu đồng. Tuy nhiên, vẫn rất khó khăn trong kiểm soát, ngăn chặn triệt để khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn qua Hưng Yên. Nguyên nhân là do lực lượng mỏng, địa hình sông đan xen các tỉnh, chế tài xử phạt còn thấp, chưa có tính răn đe cao. Do các cái mỏ mà khi mà chúng ta cấp thì nó quá gần nhau. Mà hai nữa là nó giáp với các mỏ của các tỉnh khác cùng khai thác trên một cái địa bàn như là cái khu vực của ngã ba Cửa Luộc. Ở đây là cả Hà Nam cấp, Thái Bình cấp, Hưng Yên cấp, cho nên các mỏ nó quá gần nhau. Cho nên là dẫn đến là cái tiềm ẩn về cái vấn đề là trật tự an toàn xã hội nó vẫn còn tiềm ẩn những cái mà nó có thể dẫn đến là trong quá trình khai thác người ta hay lợi dụng những cái việc nọ kia để tranh chấp cái địa bàn nhé, là tranh chấp thì sẽ dẫn đến cái việc là nó sẽ dẫn xung đột. Như một cái số mỏ mà mình cấp thì nó lại không được sự đồng thuận cao của nhân dân địa phương, như khu vực Tứ Dân Tân Châu của huyện Khói Châu mà cái xã Thắng Lợi huyện Văn Giang, thì báo cáo các anh là đấy là nó cũng là một cái tiềm ẩn. Và trong quá trình ấy, thì với chức năng của chúng tôi là quản lý theo dõi và đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trên tuyến thì cũng có cái vướng mắc như thế. Để tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản của tỉnh, ngăn chặn tình trạng khai thác kinh doanh cát trái phép trên tuyến sông Hồng qua tỉnh Hưng Yên, theo chúng tôi thì Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xem xét báo cáo Chính phủ chỉ đạo sửa đổi nghị định của Chính phủ, tăng khung hình phạt, tăng mức tiền xử phạt vi phạm hành chính, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép và mua bán, vận chuyển, tiêu thụ và tàng trữ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên kiên quyết chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã có khoáng sản cát sông phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành chức năng, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tăng cường công tác quản lý, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp khai thác cát trái phép, kể cả trường hợp bảo kê, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng toàn bộ các bến bãi, điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, giải tỏa các bến bãi không phù hợp quy hoạch, ảnh hưởng đến an toàn hành lang thoát lũ. Việc cấp phép bến bãi phải được thẩm định chặt chẽ từ khâu lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cấp phép, xử lý nghiêm các địa phương cho thuê đất làm bến bãi không đúng thẩm quyền, tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành về khoáng sản. Công an tỉnh Hưng Yên cần chủ động hơn nữa trong việc nắm tình hình, lập kế hoạch kiểm tra, ngăn ngừa, xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép, rà soát các đối tượng có hành vi bảo kê, đảm bảo an toàn trật tự xã hội trên các tuyến sông và các khu vực có mỏ khai thác cát. Việc quản lý khai thác cát chưa hiệu quả trên tuyến sông Hồng ở tỉnh Hưng Yên đã và đang dẫn đến những hệ lụy về an ninh trật tự và thất thoát nguồn tài nguyên, gây sạt lở bờ sông. Điều này cần sớm được các cơ quan chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các biện pháp kiên quyết hơn nữa nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng trên, trả lại sự bình yên cho dòng sông vốn rất phẳng lặng.